Đây nè, dẹt gông ra nè, đó. Đã chưa? Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Không biết là mọi người có nhớ cái hồ gông đuôi chó này của mình hay không ha? Và bây giờ thì mình đã dọn bớt gông đuôi chó mà mình trồng thêm gông la hán này các bạn. Thấy các bạn thấy không? Phát triển rất tốt luôn. Tuy nhiên hôm nay không phải là mình giới thiệu về gông mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây là cái bầy full gold thịt vàng mà mình nuôi thử thử nghiệm ở trong đây. Tại vì lúc trước cái mô hình gông này nè các bạn, ở trong đây là có ếch với chằn hiêu nó đẻ, và những cái con đó thì nó có khả năng nó rượt nó ăn cá bể màu à, cho nên là mình không dám nuôi bất cứ cái dòng cá nào ở đây cả. Rồi cái mình mới suy nghĩ lại thì mình thấy tiếc, cho nên là mình đã thử nghiệm nuôi cái dòng cá mà có tốc độ chạy nhanh nhất, thử xem coi nó có sống hay không. Thì đây là cái bầy full gold sau 2 tháng nuôi thành công. Và ở đây các bạn thấy là những con cá lên size có rất là nhanh và ít tốn tiền cho ăn thức ăn nữa. Đây mình sẽ review cho các bạn gần. Đấy, thấy cái những con cá mái sai cói không? Bẫy nó lắp đầu luôn. Nè, con này nè, sắp đẻ nữa nè các bạn. Mình sẽ động nước cho nó bu lại cho các bạn xem. Đấy, bầy full gold rất là nhiều luôn nha. Đấy, cá đủ thứ sai hết, nuôi theo cái môi trường thủy sinh, nó là cá bố mẹ và con cái ở sống chung luôn. Và ở đây mình sẽ cho các bạn xem những cái con cá nhỏ mới đẻ nè. Đấy, các bạn thấy không, cũng rất là nhiều nha. Đó, đủ sai hết, nó trốn trong cái bụi gông nữa nè. Đấy, ở cái môi trường này nè thì ở dưới là cái nền bùn, cho nên là khi mà phân cá nó đẻ xuống nó sẽ sinh ra những cái con trùng huyết, và những cái con cá lớn thì nó sẽ ăn những cái con trùng huyết đó các bạn, rất là tốt. Hiện tại thì trong đây vẫn còn chằn hiêu nha, nó núp núp trong đó đó. Và đây cho bạn xem con của nó nè. Đấy, cóc và chằn hiêu nó vẫn sống trong đây, tuy nhiên là nó không ăn được những cái con cá của mình. Bởi vì cái dòng cá full gold này được là mệnh danh là dòng cá có cái tốc độ chạy nhanh nhất trong tất cả các dòng cá bể màu, và khi đẻ ra thì nó đã có một cái tốc độ chạy nhanh rồi, cho nên là những cái con có khả năng mà ăn thịt mà ruột cá thì nó sẽ không ăn được những cá này. Đồng thời thì ở đây gông la hán của mình trồng thì phát triển cũng rất là tốt các bạn, rất là xòe nè, xòe bung to đẹp cọng dài. Thấy các bạn, nhưng mà ngoài cái clip giới thiệu ra thì mình muốn nói với các bạn đây chỉ là cái bầy cá thử nghiệm thôi, cho nên là bầy này là mình muốn thanh lý lại, mình muốn bán hết cái bầy này, bầy full gold này, để mình nuôi cái dòng full gold ghi bông tốt hơn, đạt hơn, tại vì nuôi nó đã hiệu quả rồi. Bầy này thì cá mẹ sai cói rất là nhiều, và những cái con cá mẹ thì nó phun vẫy nha các bạn, phun vẫy lên đỉnh đầu luôn. Đây nè. Đấy, nếu mà bạn nào có nhu cầu cần thì cứ inbox cho mình. Mình sẽ hạ giá và đưa ra một cái chốt từ những cái con cá lớn cho tới cá non luôn, bán hết bầy, chết hết, không chừa một con nào.
Ok, thì cái hồ nó hơi chối cho nên mình sẽ vớt thử vô cái thao này để cho các bạn cùng xem nhé. Vớt đại nhé các bạn. Đây. Đây. Để mình sẽ chắc bớt nước ra. Đây nè các bạn. Đấy. Những cái con cá mái thì các bạn thấy sai cối và phun vẫy hết trơn rồi. Rất là đẹp ha. Cá trống thì sai cũng rất là to. Đây, những cá con này thì 2 đến 3 lứa. Lúc trước thì cái hồ này là mình thả tầm khoảng 7 8 cặp gì đó và nó thay phiên nhau nó đẻ. Thì mình cũng chỉ cho nó ăn cám thôi các bạn. Đây con cá mái này thì các bạn thấy tai nó vàng ôm luôn nè. Đấy, full tai vàng. Hầu như những cái con cá mái sai cối thì tai nó vàng hết. Nó lên tai luôn. Nhưng mà cái độ vàng của cái con cá mái thì nó không bằng cá trống là tất nhiên rồi. À, cá trống nè. Đấy. Rồi. Mình sẽ cho nó về với ấy. Những cái con cá mái sai cối này tuy là sai cối nhưng mà sai nó vẫn tơ nha các bạn. Tại vì là nó nằm trong một môi trường mà nó ăn những cái thức ăn như là trùng huyết đó, thì nó sẽ lớn mạnh hơn so với những cái con cá cua bình thường. Cho nên là cái sai này vẫn tiếp tục đẻ và thỉnh thoảng vẫn đẻ đều. Còn cái sai này nè là cái sai thương phẩm lên. Nó cá con đợt đầu của nó. Nó cá con đợt đầu của nó đó các bạn. Cá con đợt đầu. Cũng rất là mau lớn và những cái đợt này thì khoảng 1 tháng rưỡi nữa hoặc là 1 tháng nữa là nó đẻ rồi. Rất là mau ăn trống lớn. Những con cóc và trần hiêu các bạn nó tập trung nó ở rất nhiều ở trong đó luôn các bạn. Để mình sẽ show cho các bạn xem nè, một bầy con nó đứng đây nè đó các bạn thấy không nè nè đó con nó nè con nó nè đó một bầy luôn đó ghê chưa và nó bám thành nè đó ghê chưa cực kỳ là ghê nghe các bạn. Nhưng mà những cái con này nó không ăn được những cái con full gon này của mình. Đó là một cái điều mà thí nghiệm thành công. Đây là cái dòng cá phải nói là chạy nhanh nhất với tốc độ bơi nhanh nhất trong các dòng cá bể màu. Đây nè, ở dưới đây có một cái con cóc con nòng nọc nữa nè. Đấy. Bạn thấy chưa? Một môi trường sinh tồn cực kỳ. Phun lớp vảy luôn không? Đây nè. Đó, con này sẽ đẻ nữa. Các bạn mua cái bầy này về á là coi như là bắt diệt luôn á. Mình thử nghiệm thành công. Tuy nhiên là cái giống này mình muốn bỏ vòng. Các con nè. Các con rất là khỏe, rất là mạnh, chạy lăng tăng luôn. Đây nè. Đó. Đó, các bạn thấy nhiều không? Cái này thì các bạn mua về cho ăn thức ăn được nha các bạn. Không nhất thiết cho ăn đồ sạn đâu. Đấy. Những con cá trống ở đây thì nó rất là dê mái. Và những cái con cá mái mẹ thì là toàn sai cối không à. Cá con thì phải nói là rất ư là khỏe mạnh luôn. Đây là một môi trường sinh tồn, cực kỳ sinh tồn. Chạy không lẹ là sẽ chết. Những con cá trống sẵn sàng rượt đá nhau để có thể giành được cái địa bàn này, nhưng mà địa bàn này khá là rộng lớn nha.
Để tay xuống coi nó dạng tay không. Wow. Đây nè, dẹt cong ra nè, đó. Đã chưa? Thấy hai con cá mái nó nứt trong đây nè các bạn. Dạng tay lắm luôn. Quá trời nhiều nè, thấy chưa? Bầy này nhiều lắm nha. Bầy này cho khoảng bằng giá trị của hai đơn hàng ship đó. Nhưng mà các bạn mua về thì nó rất là đạt. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu bạn nào có nhu cầu cần cái bầy phun ron này thì cứ inbox cho mình ha. Mình sẽ kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau. Bye bye.